Thực sự chúng tôi vô cùng đau buồn khi giáo sư Hoàng Tụy qua đời. Dù là tuổi 92 là tuổi cao mà việc sinh tử là quy luật tất yếu của cuộc đời, nhưng một người như giáo sư Hoàng Tụy thì quá quý đối với Việt Nam cũng như là đối với một số nước trên thế giới, cho nên sự qua đời của giáo sư Hoàng Tụy là một mất mát vô cùng to lớn. Thế giới chỉ biết đến giáo sư Hoàng Tụy chủ yếu như một nhà toán học lỗi lạc, nhưng ở Việt Nam thì ngoài danh nghĩa là một nhà toán học, giáo sư Hoàng Tụy còn rất nổi tiếng là một nhà giáo dục và một nhà phản biện hết sức tâm huyết với nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Cái đóng góp và cái di sản lớn nhất mà giáo sư Hoàng Tụy để lại đấy thì theo bà là gì ạ? Tôi nghĩ cả ba mảng mà tôi vừa nêu. Về toán học thì giáo sư Hoàng Tụy có lẽ là người Việt Nam duy nhất có được những tác phẩm lớn về nghiên cứu toán học mà được đặt tên của mình cho cả một dòng toán học, một ngành toán học mới trên thế giới về tối ưu hóa. Thế còn về mặt giáo dục thì giáo sư Hoàng Tụy là một trong những nhà nghiên cứu và đề xuất về cải cách giáo dục hàng đầu, với tiếng nói mạnh mẽ nhất, kiên trì nhất và với những đề xuất hết sức sáng suốt. Nhưng rất tiếc là tác dụng cũng chưa có được bao nhiêu. Nền giáo dục ở nước nhà hiện nay còn quá nhiều vấn đề, và vì vậy cho nên sự ra đi của giáo sư Hoàng Tụy càng để lại niềm tiếc nuối nhiều hơn. Nhưng tất cả những điều ông nghĩ, ông viết về giáo dục, các kiến nghị của ông được xuất bản trước khi ông qua đời bằng cái cuốn Xin Được Nói Thẳng này, thì đây đã là một tập hợp của những bài viết và những tư tưởng của giáo sư Hoàng Tụy về giáo dục mà tôi nghĩ nó sẽ còn lại giá trị hết sức lâu dài đối với Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà Việt Nam hết sức mong chờ một cuộc cải cách giáo dục mạnh mẽ để có thể phát triển trong giai đoạn tới. Vâng, riêng trong cái lĩnh vực về cái tư vấn rồi thì là phản biện đấy ạ, cho các cái chính sách, những cái quốc sách lớn của đất nước ấy, thì điều gì mà các thế hệ tiếp nối tiếp sau đấy thì có thể và nên học hỏi, học tập từ giáo sư Hoàng Tụy? Tôi nghĩ điều trước hết, những người như cá nhân tôi khi mà tham gia tổ chức IDS cùng với giáo sư Hoàng Tụy thì câu mà giáo sư Hoàng Tụy luôn luôn nói với chúng tôi làm tôi ghi nhớ, mà tôi nghĩ là tôi sẽ theo đuổi suốt đời cái phương châm đó của giáo sư, là phải dấn thân. Những người trí thức, những người yêu nước phải biết dấn thân vì công việc chung, không sợ những cái gì nó có thể đụng chạm đến lợi ích của mình, phải dấn thân. Mà nếu đã có tinh thần dấn thân thì sẽ dám nghĩ, sẽ dám làm nhiều điều vì cái lợi ích chung của đất nước. Khi mà biết đặt lợi ích chung của đất nước, của dân tộc, của người dân lên trên hết thì sẽ dám làm và có thể làm được rất nhiều việc. Thì tôi nghĩ đấy là cái bài học lớn nhất. Nhưng còn đối với cá nhân tôi thì tôi còn ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, bởi vì thực sự là lúc đầu khi chưa được làm việc nhiều với giáo sư thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một nhà toán học, tức là trong một lĩnh vực hoàn toàn khác mà lại có thể có những nhìn nhận, có những hiểu biết và phân tích hết sức sâu sắc, xác đáng về những vấn đề khác của đất nước. Ví dụ như về thể chế chung của đất nước, về thể chế kinh tế thị trường, về việc phát triển kinh tế, việc phát triển xã hội, văn hóa, hay là tầm quan trọng của công nghệ như thế nào, vân vân. Thì các vấn đề khác nhau thường được giáo sư quan tâm, nghiên cứu, và khi giáo sư đã phát biểu ra thì những phân tích hết sức sâu sắc. Mà nhiều cái đó thật là, thí dụ như làm trong lĩnh vực kinh tế, chúng tôi không nghĩ được những khía cạnh đó. Nhưng với con mắt của một nhà khoa học thì cách nhìn khoa học với cái logic khoa học thì lại đưa vấn đề ra nó thành rất sáng và thấy được rất rõ những điều là đâu là trọng tâm, đâu là cái cốt lõi nó gây ra tình trạng này, tình trạng khác, và từ đó mới có thể nghĩ đến những giải pháp trúng hơn cho sự phát triển. Bà có cái kỷ niệm nào đấy mà nó sâu sắc nhất đấy mà có thể chia sẻ được ấy, trong thời gian làm việc và biết giáo sư Hoàng Tụy? Trước khi được làm quen trực tiếp với giáo sư Hoàng Tụy qua việc cùng nhau tham gia và thành lập tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, thì tôi cũng đã được đọc một vài bài viết khác của giáo sư Hoàng Tụy. Ví dụ như thời kỳ mà tôi làm việc ở tổ tư vấn của cố thủ tướng Phan Văn Khải thì có được xem cái bản kiến nghị về giáo dục của giáo sư Hoàng Tụy. Lúc bây giờ có 3 nhóm đưa ra 3 bản kiến nghị về giáo dục khác nhau, cùng theo tư duy về cải cách giáo dục, cùng đề xuất về cải cách giáo dục cả. Nhưng mà bản của giáo sư Hoàng Tụy thực sự đọc thì tôi thấy nó rất sáng và đưa ra những định hướng rất rõ cho cải cách giáo dục của Việt Nam.
Thì đấy là cái lần đầu tiên có thể nói là tôi được làm quen với giáo sư Hồng Tụy, với tư duy của giáo sư Hồng Tụy qua cải cách giáo dục là như vậy. Sau đó thì trong một số những cuộc trao đổi khác về các vấn đề như phát triển giáo dục hay khoa học công nghệ của nước nhà, khoa học công nghệ phục vụ cho kinh tế như thế nào vân vân, thì tôi được nghe nhiều và ấn tượng của tôi bao giờ cũng là hết sức sâu sắc và thán phục đối với cách đặt vấn đề của giáo sư Hồng Tụy. Còn suốt thời gian 2 năm của IDS tồn tại thì tất cả những lần sinh hoạt với nhau, trao đổi các vấn đề chung của đất nước thì giáo sư Hoàng Tụy thực sự xứng đáng với vai trò là chủ tịch hội đồng của viện IDS. Với những ý kiến của mình bao giờ cũng sắc sảo, cũng trao đổi nhiều, thảo luận với anh em một cách rất là dân chủ, bình đẳng giữa mọi người. Nhưng mà thường là kết luận của giáo sư đưa ra bao giờ cũng có sức thuyết phục rất cao đối với tất cả các thành viên.